Chào mừng các bác và mọi người đã quay trở lại kênh Gốm Nghề VIP. Ngày hôm nay shop trân trọng giới thiệu tới các bác cặp chum phú quý tài lộc, được chế tác từ chất liệu gỗ cẩm thị xanh thuộc nhóm 1A quý hiếm. Cặp chum phú quý có đường kính là 15, chiều cao là 30, liền khối 100%. Và ngay bây giờ xin mời các bác cùng ngắm chi tiết cặp chum phú quý tài lộc gỗ cẩm thị xanh quý hiếm, vân mây tuyệt đẹp, rất sang trọng và đẳng cấp. Cặp chum phú quý được thợ có xốp lựa từ phôi cùng một cây cắt ra và được tiện tròn thủ công với dáng thân cao, cổ thấp với miệng bình thu nhỏ. Đặc biệt gỗ cẩm thị xanh có các đường chỉ vân mây uốn lượn rõ nét, xen lẫn màu xanh và trắng rất độc đáo, rất tuyệt vời. Trong phong thủy, chum phú quý hay bình phú quý có tác dụng thu hút nguồn năng lượng tốt, tạo ra vượng khí cho gia chủ. Ngoài ra nó còn lưu giữ tài lộc, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc về tiền bạc, phát tài phát lộc, sự sinh sôi nảy nở, sự phát triển những điều mới mẻ may mắn, và cũng như tạo được điểm nhấn sang trọng trong không gian nội thất trưng bày. Chính vì thế chum phú quý tài lộc cũng là một trong các vật phẩm phong thủy luôn được giới doanh nhân, người làm công việc kinh doanh buôn bán tìm mua và trưng bày. Với cặp chum phú quý tài lộc gỗ cẩm thị xanh vân mây quý hiếm, các bác có thể dùng làm món quà để biếu tặng người thân, đối tác vào các dịp hỷ sự, hoặc dùng trang trí trưng bày trong nhà tại các không gian như phòng khách, phòng làm việc, văn phòng công ty hoặc cửa hàng, giúp mang lại cho gia chủ tiền tài, thành công, mọi công việc sẽ thuận lợi và phát triển. Đặc biệt khi mua hàng, nếu các bác có nhu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí vị trí cát lợi, ngày giờ tốt để đặt cặp chum phú quý tài lộc theo tuổi của gia chủ, với mục tiêu đem lại sự trải nghiệm may mắn và thịnh vượng cho khách hàng. Tất cả các sản phẩm đồ gỗ, tượng gỗ mỹ nghệ đều được chúng tôi bảo hành trọn đời, miễn phí sơn mới, sửa chữa các lỗi gãy vỡ trong mọi trường hợp. Đặc biệt chúng tôi là đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ hỗ trợ mua trả góp với lãi suất 0%, áp dụng cho các sản phẩm đồ gỗ, tượng gỗ mỹ nghệ có giá bán từ 3 triệu đồng trở lên. Và để có giá tốt nhất cho cặp chum phú quý tài lộc gỗ cẩm thị xanh quý hiếm, các bác vui lòng liên hệ đến shop qua 3 số hotline Zalo là 0818 999 679, 0982 212646 và 0849 838858, hoặc các bác truy cập vào website www.gomynghevip.com để đặt mua hàng. Ngoài các sản phẩm tượng gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ được chúng tôi giới thiệu trên kênh YouTube, trên website Gỗ Mỹ Nghệ VIP, chúng tôi nhận chế tác gia công các sản phẩm đồ gỗ, tượng gỗ mỹ nghệ khác theo yêu cầu riêng của khách. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của shop. Các bác yêu quý kênh hãy like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật các video mới nhất và hay nhất từ Gỗ Mỹ Nghệ VIP. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác và mọi người đã theo dõi video. Xin kính chúc các bác luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.